hé lộ những hình ảnh hiếm hoi của cậu quý tử 2 tuổi nhà Thu Minh. Là người hiện đại, Thu Minh hướng mình tới hình ảnh một bà mẹ hiểu biết, tình cảm và luôn gần gũi với con như một người bạn. Thu Minh xin cậu quý tử đầu lòng cho chồng tay vào cuối tháng 5 2015. Hiện con trai của nữ hoàng nhạc Dan và ông xã Otto đã gần 2 tuổi, nhưng gương mặt của bé vẫn chưa một lần lộ diện trước truyền thông và người hâm mộ. Vì muốn con trai có cuộc sống bình yên, nữ ca sĩ Thu Minh kiên quyết không công khai hình ảnh cận mặt. Trên trang cá nhân, Thu Minh chỉ chia sẻ những khoảnh khắc chụp con trai từ phía sau. Hình ảnh con trai Thu Minh nghịch tuyết cùng bố mẹ trong chuyến đi Mỹ vào đầu năm nay. Trong chuyến đi Mỹ vào dịp Tết vừa qua, vì bé Gấu là thành viên nhỏ nhất, được gia đình cưng chiều nên có lúc sinh hư, mè nheo nhõng nhẽo với mẹ. Là người hiện đại, Thu Minh hướng tới hình ảnh một bà mẹ hiểu biết, tình cảm và luôn gần gũi với con như một người bạn. Để có được điều đó, giọng ca gốc Bắc luôn cố gắng hành xử với con trai nhỏ theo cách công bằng nhất, tuyệt đối không áp đặt suy nghĩ của mình lên con trẻ. Yêu thương và bảo bọc, gia đình Thu Minh vẫn giữ hình ảnh bé Gấu với truyền thông một cách triệt để. Cho tới nay, dù đã ở tuổi thứ hai, song chưa từng có một bức hình cận mặt nào của bé được công khai trên báo chí. Đối với sự trách móc nhẹ nhàng từ những khán giả khó tính về cách giữ con của mình, Thu Minh tỏ ra không hờn trách, bởi cô hiểu khán giả đang đặt vào gia đình cô sự yêu thương và quan tâm mà thôi. Dù khá bận rộn với công việc, nhưng Thu Minh vẫn dành nhiều thời gian chăm sóc con trai. Hai vợ chồng thường xuyên đưa con trai đi du lịch trong và ngoài nước. Bé Gấu hiện vẫn là một trong những nhóc tì nhà sao Việt được săn đón nhiều nhất, dù chưa lộ diện hoàn toàn. Á hậu Tú Anh lần đầu nói về bức ảnh cùng Noo Phước Thịnh ra mắt hai họ. Tú Anh vốn là người tinh nghịch, nên khi bức ảnh lên Facebook, bao giờ cũng phải chú thích một cách hóm hỉnh. Á hậu Việt Nam 2012 chia sẻ về bức ảnh ra mắt hai họ đang gây bão mạng. Vừa qua, Tú Anh chia sẻ bức ảnh chụp cùng mẹ và hai mẹ con nam ca sĩ Noo Phước Thịnh cùng chú thích ra mắt gia đình hai họ, thu hút hàng chục nghìn lượt like và những bình luận sôi nổi. Không chỉ thu hút những bình luận hài hước, chúc phúc cho hai người, mà các fan ruột của Noo Phước Thịnh còn hóm hỉnh đùa vui rằng sẽ giết Tú Anh nếu hai người đến với nhau. Á hậu cho biết vừa qua, cô có dịp cùng nam ca sĩ Noo Phước Thịnh đến Huế để ghi hình cho một chương trình truyền hình thực tế. Trong chuyến đi này có cả mẹ Tú Anh và gia đình của nam ca sĩ, bởi anh vốn là người gốc Huế. Trong những cảnh quay, Tú Anh và Noo Phước Thịnh cùng nhau đi thăm thú cảnh vật, ẩm thực ở cố đô. Vốn là người Huế, nên nam ca sĩ đã tận tình giới thiệu cho Á hậu Tú Anh những địa điểm thú vị tại đây. Bức ảnh chụp hai người nắm tay nhau trên phố là khi đang ghi hình cho chương trình. Trong chương trình này, mẹ và dì của Noo cũng tham gia ghi hình. Vì rất thân thiết với Noo nên Tú Anh cũng được mẹ Noo rất yêu quý. Tiếp xúc với mẹ của anh Noo, Tú Anh thấy bác rất hiền hậu và tâm lý. Chính vì thế nên muốn chia sẻ khoảnh khắc này lên Facebook với mọi người bằng một status mang tính chất hài hước thôi. Sau khi post lên thì nhận được rất nhiều lời chúc phúc, thậm chí là có cả dọa giết từ các fan của Noo, khiến Tú Anh hết hồn. Tú Anh vẫn còn ham chơi lắm, chưa muốn lấy chồng đâu, Á hậu hóm hỉnh. Nhận xét về Noo Phước Thịnh, Á hậu không ngần ngại dành cho anh những lời có cánh. Anh Noo là một người tài năng và rất dễ thương, tâm lý, chắc chắn là người trong mộng của nhiều người, Tú Anh tin là như vậy. Á hậu Tú Anh hiện đang đảm nhận vai trò biên tập viên của đài truyền hình Việt Nam sau một thời gian dài trau dồi kỹ năng dẫn chương trình với sự chỉ dạy của hai đàn chị là Á hậu Thụy Vân và MC Ngọc Trinh. Mặc dù rất được quan tâm về chuyện tình cảm, nhưng Á hậu Việt Nam 2012 cho biết hiện tại ưu tiên hàng đầu của cô vẫn là công việc, bởi việc dẫn chương trình lên sóng truyền hình quốc gia đòi hỏi một sự đầu tư vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp. Xuân Bắc, Trấn Thành bị người đẹp dìm chiều cao thê thảm. Xuân Bắc, Trấn Thành, Trường Giang đều trở thành chú lùn khi đứng cạnh các mỹ nhân. Mới đây, Trường Giang bị Mai Ngô dìm chiều cao khi tham gia chương trình Siêu Bất Ngờ do bạn trai Nhã Phương làm MC. Khi lên giao lưu với nữ người mẫu 9X, nam MC bị choáng trước chiều cao của cô nàng và không ngần ngại hỏi: "Tại sao em cao quá vậy?" "Dạ, tại em mang bốt." Học trò Lan Khuê trả lời. Ngay lập tức, Harry Won bà xã Trấn Thành liền trêu chọc đàn anh: "Em nghĩ không mang bốt thì cũng cao hơn anh." Sự chênh lệch chiều cao giữa chàng Mười Khó và Lan Khuê trên sân khấu ca sĩ giấu mặt khiến khán giả thích thú.
Dù bị Hoa Khôi Áo Dài 2014 trêu trọc, song anh vẫn làm mặt tỉnh bơ ôm eo cô rất tình tứ và nghe Chí Tài trổ tài đánh đàn. Bị chê thấp, nhưng Trường Giang vẫn không ngại xin khán giả 5 phút để ôm hiền thục trên sân khấu ca sĩ giấu mặt. Danh hài xứ Quảng trông nhỏ bé khi đứng cạnh người mẫu My Lê và Harry Won. Danh hài sinh năm 1983 bị dìm thê thảm khi đứng cạnh Phương Trinh Jolie. Trấn Thành lọt thỏm khi đứng cạnh Hồ Ngọc Hà, nổi tiếng là người lắm chiêu trò. Ông xã Harry Won thường đi giày độn để cải thiện chiều cao khi đi dự sự kiện. Với chiều cao khủng 1m85 của Mai Phương Thúy, dù chàng MC điển trai có đi giày độn tới cỡ nào thì vẫn không thể cao hơn hoa hậu có đôi chân đẹp nhất Việt Nam. Chú cụi Xuân Bắc không phải đối thủ của hoa hậu Mai Phương Thúy. Với chiều cao 1m68, danh hài Kim MC ơn rời cậu đây rồi, trông khá nhỏ bé khi chụp ảnh cùng hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Ông bố hai con là người rất có duyên với các hoa hậu, á hậu Việt. Dù chiều cao khiêm tốn, song Xuân Bắc vẫn rất thoải mái khi tham gia các chương trình từ thiện cùng các người đẹp. Xuân Bắc đồng hành cùng á hậu Huyền My tham gia một chương trình hiến máu nhân đạo. Phương Thanh tự nhận lưỡng tính, bảo vệ Nu Phước Thịnh trước tin đồn che đậy giới tính. Trước tin đồn ca sĩ Nu Phước Thịnh yêu á hậu Tú Anh để che đậy giới tính, Phương Thanh đã thẳng thắn lên tiếng và còn thú nhận mình là người lưỡng tính. Thời gian trước đây, á hậu Tú Anh dính tin đồn yêu em trai biên tập viên Ngọc Trinh. Trong khi đó, Nu Phước Thịnh lại bị scandal hẹn hò với một nam nhiếp ảnh gia. Tuy nhiên mới đây, hình ảnh Nu Phước Thịnh nắm chặt tay Tú Anh đã gây xôn xao dư luận. Đặc biệt, Tú Anh khoe hình ảnh mẹ cô và mẹ của Nu Phước Thịnh cùng lời chia sẻ, ra mắt hai họ, càng khiến cho mọi người nghĩ cặp đôi đang hẹn hò. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người cho rằng Nu Phước Thịnh hẹn hò với Tú Anh để che đậy giới tính thật của mình. Trước vụ việc này, dù không thân thiết với đàn em, nhưng Phương Thanh vẫn thẳng thắn bảo vệ Nu Phước Thịnh và còn tuyên bố sóc mình là người lưỡng tính. Phương Thanh chia sẻ rằng, đối với nghệ sĩ, bạn cần gì ở họ? Họ là những người phải có tài, họ là người có sắc thái riêng, có danh có diện mới được mang tên là nghệ sĩ. Sắc danh diện của họ dùng để làm gì? Họ có nhiệm vụ đem tới cho bạn những vẻ đẹp của mỹ thuật học. Họ chia năm xẻ bảy cái tài năng họ có, đáp ứng cho cái nhu cầu cảm xúc đã bị khô cằn của bạn, đã bị mai một theo thời gian. Họ còn phải đem cái tài năng khiếu bẩm sinh hạn hẹp vốn có từ ơn trên ban cho họ, giúp cho những người có nhu cầu làm dịu đi cơn đau từ cuộc sống, vốn dĩ đã ít an lành, lại còn đem cho bạn quá nhiều tổn thương. Và họ cũng nhân tiện vừa giúp người, vừa tranh thủ giúp mình chữa lành vết thương cho chính mình. Bạn tưởng nghệ sĩ sướng lắm à, chúng ta cùng là con người với nhau nên đau khổ cũng như nhau, chỉ là ai ít ai nhiều hơn ai. Bạn cần gì ở nghệ sĩ, bạn cần biết hết đời tư của họ để làm gì, có phục vụ được gì thêm cho cuộc sống niềm vui của bạn hay không. Bạn cần biết về giới tính của họ để làm gì, có làm cho bạn vui vẻ thoải mái hơn không? Khi đa phần nghệ sĩ chúng tôi mang trong mình đa tính cách, tính nam tính nữ phải mạnh, như thế chúng tôi mới có thể hóa thân thành nhiều nhân vật mang nhiều cảm xúc buồn vui khác nhau, làm cho mọi giới tính được chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, được chan hòa từ chính những cái tài năng thiên bẩm trời cho. Bạn muốn biết tất tần tật về mọi mặt của nghệ sĩ à? Không đâu, khó lắm. Vì chính bạn còn chưa biết hết bản thân mình. Chính chúng tôi đây còn chưa thể hiểu được hết mình. Hiểu người đã khó, hiểu mình còn khó hơn. Vì mỗi giai đoạn trong cuộc sống sẽ làm con người ta thay đổi khi cần nhau. Tại sao chúng ta lại giảm dần sự chia sẻ và tăng dần tính ích kỷ, dành cho đời nghệ sĩ đầy nghiệt ngã? Người viết status này là tôi đây, người lưỡng tính nè. Status trên của ca sĩ Phương Thanh thú nhận mình là người lưỡng tính và bảo vệ cho Nu Phước Thịnh trước scandal che đậy giới tính. Dở khóc dở cười với muôn kiểu đùa ngày cá tháng tư của Sao Việt. Có người thì nghĩ ra được những trò đùa để chọc ghẹo người khác, nhưng cũng có người lại là nạn nhân của ngày cá tháng tư. Chibu kể lại ngày kỷ niệm về ngày 1 tháng 4 đáng nhớ nhất. Chibu từng hào hứng chia sẻ rằng mình giúp một cặp đôi tỏ tình với nhau qua clip mang tên Make You Feel My Love. Đó là một trong những lần hiếm hoi Chibu đồng mưu lừa người khác, nhưng vì kết thúc câu chuyện có hậu nên cô nàng cảm thấy rất vui vẻ với cú lừa mà mình tạo ra. Cô còn chia sẻ thêm, mình sẽ hồi hộp theo dõi những màn nói thật của mọi người vì chi thấy mọi người thường ngại ngùng trong chuyện bày tỏ tình cảm nên để sang ngày này. Thúy Nga, sáng 29 tháng 3 vừa qua, trên trang cá nhân,
Thúy Nga bất ngờ đăng tải hình ảnh mặc áo cưới, thể hiện tình cảm bên một chàng trai trẻ cùng dòng trạng thái ngọt ngào. Cô còn gọi chàng trai trẻ này với cái tên đầy thân mật là My Love. Thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Chỉ khoảng vài giờ sau đó, Thúy Nga đã tiết lộ thực hư của thông tin này. Cô bộc lộ, chuyện là vậy, em muốn làm tin gì giật gân hot hot cho vui, cho mùa tháng 4 sắp tới. Suy nghĩ hoài thì có mấy loại tin đại loại như đám cưới, ly dị đánh ghen, giật vợ cướp chồng là dễ gây bão táp nhất, mà ai dè vụ cướp này bão táp 15-16 luôn. Ông Cao Thắng, cách đây 2 năm, nam ca sĩ sinh năm 1986, từng đăng ảnh tình tứ với bạn gái Đông Nhi, kèm lời nhắn nhủ Will you marry me? Em đồng ý lấy anh chứ trên trang cá nhân. Trong một thời gian ngắn mà dòng trạng thái này nhận được hàng chục nghìn lượt like và hàng trăm bình luận, bởi lẽ có rất nhiều người hâm mộ mong thấy được đám cưới hạnh phúc của cả hai. Tuy nhiên, cả hai đã nhiều lần cho biết họ chưa nghĩ đến chuyện đám cưới trong thời điểm này vì lịch làm việc của ai cũng dày đặc. Mỹ Tâm, vào một dịp cá tháng 4 cách đây chưa lâu, fan của ca sĩ Mỹ Tâm đồng loạt ăn dưa bở khi nghe thông tin nữ ca sĩ xác nhận tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú. Thông tin này đã tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi diễn ra giữa các fan. Cụ thể, một phần thông tin của lời đồn này là khán giả sẽ không khỏi háo hức khi chứng kiến hình ảnh nữ giám khảo hài hước nhưng không kém phần nghiêm túc của Việt Nam Idol Mỹ Tâm lột xác với những thử thách khắc nghiệt trong cuộc đua với nhiều trải nghiệm kỳ thú đang chờ đợi phía trước. Sự dí dỏm của Mỹ Tâm cũng chính là yếu tố hứa hẹn đem lại sự tươi mới và thú vị cho chương trình năm nay. Ngay sau đó, liên lạc với ekip của giọng ca Họa Mi Tóc Nâu, họ đính chính rằng đây chỉ là một trò đùa trong ngày quốc tế nói dối. Khả Ngân, với điểm yếu là hay tin người, vì thế mà Khả Ngân thường xuyên bị bạn bè trêu chọc vào ngày cá tháng 4. Khả Ngân chia sẻ lần ăn cá đáng nhớ nhất, đó là khi một người bạn thân của Khả Ngân điện thoại thông báo bị cảnh sát giao thông bắt và nhờ cô giúp đỡ. Dù đã có chút đề phòng, nhưng rồi cô cũng trở thành nạn nhân khi vội vàng chạy đến đưa cho bạn giấy tờ, dù tại địa điểm của bạn cách nhà cô rất xa. Khả Ngân cho hay cô tức muốn khóc khi tới nơi và chẳng thấy ai, thay vào đó là cú điện thoại chọc quê của người bạn tinh quái kia. Xuân Lan đã từng chia sẻ trên trang cá nhân một đoạn tâm thư cho cha bé Thỏ. Tin con gái của Xuân Lan khiến nhiều người bất ngờ, vì từ trước tới nay cô chưa bao giờ hé lộ thông tin về người cha này. Cô viết, em công khai tâm sự với anh đây, em không tế nhị nữa, cũng không nói những lời đẹp lòng cho anh nghe nữa. Em sẽ nói thẳng nói thật, nói lên những điều em mong muốn. Anh có thể bớt đi vài cái hợp đồng, bớt đi công tác lại được không? Em muốn anh về đây thăm Thỏ con và chăm em nữa. Em muốn được ngủ thẳng giấc và anh sẽ vào vị trí của em, là thức một đêm ba lần cho con bú và cho em ngủ. Đỉnh điểm hơn là thông tin, em chọn lựa yêu và lấy anh là em phải chấp nhận anh đi như ngựa, đơn giản vì anh là chồng em, là cha của đứa con em và anh tên là David Beckham. Tiết lộ này đã gây choáng với nhiều khán giả theo dõi cô. Tuy nhiên, cô đã đính chính thông tin này trên trang cá nhân rằng em đùa đó trời ơi, báo chí làm quá đi mà.